Thưa quý vị, thưa các bạn, hoạt động xúc tiến thương mại của Việt Nam trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, luôn đồng hành với sản xuất và lưu thông hàng hóa. Với sự quan tâm của chính phủ, doanh nghiệp và đặc biệt là vai trò của các hiệp hội liên quan, hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ triển lãm đã nhanh chóng bắt nhịp và tác động tích cực trong hoạt động giao lưu thương mại. Có thể nói hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ triển lãm của Việt Nam hiện nay không còn là hoạt động tự phát, riêng lẻ, mà đã phát triển khá sôi động ở cả ba cấp, chính phủ, phi chính phủ, hiệp hội và doanh nghiệp. Các hội chợ triển lãm tầm cỡ quốc gia quốc tế như Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam Expo, Hội chợ Quốc tế danh tiếng về đồ gỗ ở Hoa Kỳ, Thủy sản ở châu Âu, Hội chợ Trung Quốc ASEAN, CA Expo, Food Expo v.v. đã vừa quảng bá gương mặt mới về xuất khẩu của Việt Nam, vừa tạo điều kiện để các nhà quản lý, các doanh nghiệp học tập kinh nghiệm, tiếp xúc bạn hàng, tìm hiểu thị hiếu, thăm dò nhu cầu, mở rộng tầm nhìn. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng cơ sở vật chất cho hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam so với các nước còn hạn chế. Cả nước chưa có một công trình để tổ chức hội chợ triển lãm ngang tầm với khu vực quốc tế. Nhiều hội chợ triển lãm phải tiến hành tại nhà bảo tàng, trung tâm văn hóa, sân vận động. Một số doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm chỉ nhằm mục đích bán hàng, ít quan tâm thăm dò thị trường để mở ra tầm nhìn chiến lược về sản xuất kinh doanh cũng như là đối sách với từng mặt hàng. Để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại thông qua tổ chức hội chợ triển lãm, trong thời kỳ hội nhập, tại Đại hội khóa 2 Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Thương mại và Hội nghị Việt Nam VECA vừa được tổ chức mới đây, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ đã đề xuất với Chính phủ đổi mới cơ chế chính sách xúc tiến thương mại phù hợp, tập trung xây dựng các trung tâm hội chợ triển lãm, trung tâm hội nghị và sự kiện ngang tầm khu vực và thế giới, v.v. Đồng thời đề nghị các hiệp hội liên quan cần đóng vai trò cầu nối, tạo không gian cho các doanh nghiệp cùng phát triển. Doanh nghiệp hoạt động trong ngành cần dựa trên 3 yếu tố cốt lõi gồm tổ chức triển lãm, cung cấp địa điểm và dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp cũng cho biết sau khi được thành lập, VECA đã triển khai được một số hoạt động như phối hợp với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Hải Phòng ACS, tổ chức 3 hội chợ hàng Việt Nam, hỗ trợ tổ chức hội chợ hàng Việt Nam xưa và nay với thời hội nhập. Phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại khảo sát và xây dựng báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động hội chợ triển lãm và hội nghị Việt Nam, v.v. Tuy nhiên, để phát huy vai trò của mình, các doanh nghiệp cũng mong muốn trong thời gian tới, Hiệp hội cũng cần xây dựng cơ chế sao cho thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Điều này cũng là động lực thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại chuyên nghiệp hơn. Với cái trọng trách của ngành, thì tôi nghĩ là vai trò của Hiệp hội sẽ là một trong những cái bước tiến để kết nối tất cả những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị đã, đang và sắp sửa làm trong ngành hội chợ, triển lãm, sự kiện và hội nghị. Có như vậy thì những cái buổi gặp gỡ cũng như là những cái sự hợp tác nó sẽ được diễn ra một cách sâu rộng hơn. Trước những yêu cầu của Bộ Công Thương, đề xuất của doanh nghiệp thành viên, để hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, lãnh đạo VECA cũng cho biết sẽ tiếp thu chỉ đạo, ý kiến đóng góp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ liên kết doanh nghiệp thành viên khi tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại. Cái việc đầu tiên là Hiệp hội tập trung vào lo công tác hội viên, làm sao phát triển được hội viên, làm sao có những cái chương trình tốt để nâng cao cái gọi là cái quyền lợi cho hội viên, để cho hội viên thấy rằng là cái sự cần thiết phải tham gia hiệp hội. Thứ hai nữa là cũng cùng với tập trung cùng với lại cơ quan quản lý nhà nước, trước hết là Cục Xúc tiến Thương mại, để làm sao đó xây dựng được những cái bộ tiêu chí đánh giá một cái hội chợ triển lãm như thế nào là tốt. Hy vọng rằng với loại hình phong phú, phủ trên diện rộng, hoạt động xúc tiến thương mại thông qua hội chợ triển lãm sẽ góp phần quan trọng trong việc quảng bá tiềm năng kinh tế thương mại Việt Nam, nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, nắm bắt nhu cầu thị hiếu của khách hàng, trên cơ sở đó tác động trở lại việc tổ chức sản xuất kinh doanh.